Garden Gate Vancouver Supplies, chuyên cung cấp các loại phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc dưỡng và dụng cụ làm vườn. Hello everybody, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Mỹ Vân Canada. Ngày hôm nay thời tiết cũng không được đẹp gì cho mấy, nhưng mà hai chị em quyết định đi ăn một cái lẩu mà không biết lẩu gì hả chị Mai? Lẩu Đài Loan. Lẩu Đài Loan à? Ừ. Chị Mai ăn ở đây bao giờ chưa? Chị ăn nhiều lần lắm rồi. Thế à? Ừ. Nó có gì đặc biệt không? Có đặc biệt là cái nước phở nó không có ngán và... Nước lẩu à? Ừ, nước lẩu á. Dạ, nước lẩu không có ngán và có nhiều rau. Ồ, oh, em rồi thích nhiều rau. Thịt nó lại tươi nữa. À. Đó, cho nên là chị rất là thích. Đi ăn về cảm thấy người nó dễ chịu á. Nó nhẹ cái bụng đúng không? Và em cũng thích nữa. Ừ. À, chị Mai phải chạy từ Surrey lên Vancouver đón Mỹ Vân, hai chị em đi ăn. Đúng. Thì chị Mai ăn nhiều lần, Mỹ Vân thì chưa ăn bao giờ cả. Hôm nay đi đến quay review lại cho các bạn xem cái tiệm hot pot này như thế nào nhá. Thì cho dù là nó như thế nào đi chăng nữa, mỗi lần mà Mỹ Vân đi ăn thì quay lại để các bạn có đi ngang qua cái khu vực Burnaby mà tiện thì ghé vào ăn đúng không? Cứ xem video của Mỹ Vân thì các bạn sẽ có những cái idea là có nên vào những cái hàng nhà hàng nọ, nhà hàng kia hay không. Bây giờ đi cùng với chị Mai và Mỹ Vân ha. Ok, let's go. Khu vực này là Burnaby này các bạn. Và Mỹ Vân đang đi ngang qua Metro Town. Thì các bạn nào Vancouver thì cũng biết là Metro Town là ở đâu rồi ha. Đó. Ok, Metro Town. Đã tới cái tiệm hot pot đó rồi các bạn ơi. Thì ra là nó kế bên phở Century này. Century ngày hôm qua mình mới ăn ở bên này. Đó, hôm qua mới ăn ở phở Century. Ok, ngày hôm nay lại có duyên đến phở Pure Hot Pot. No, no, hot lẩu. Ok, mình vào đi chị. À, là ăn ngay ở trên cái bàn này luôn. Ok. Nhiều cái tượng đẹp ha. Cái quán là luôn cho các bạn xem. Đây là cái menu của họ này các bạn ơi. Từ đợi mình order nha. Đây là toàn cảnh cái quán này. Mỗi người có một cái bếp ở trước mặt thôi cũng dễ thương ha. Đợi đồ ăn ra xem thế nào nhé các bạn. Đây phải không? Dạ. Yeah, rice noodle, noodle please. Noodle. Yeah. And the udon. Udon. Sauce spicy. Less spicy. Yeah, I like spicy. Not spicy. Mỗi chị em kêu một cái lẩu, Mỹ Vân kêu một cái lẩu seafood, chị Mai ăn cái lẩu bò. Ok, mình chờ nhé. Hôm nay mình được ăn lẩu miệng này, mình đến đây mấy lần rồi. Cho nên là cứ lên Vancouver là mình đến đây ăn. Cái lẩu này nó rất là ngon. Cái nước của nó không có bị ngán. Với hơn nữa là nó có rất là nhiều rau à. Hát một đĩa rau luôn. Rau đây. Và đặc biệt là cái sốt này mình không thấy tiệm nào nó có cái sốt này. Cho nên là vì mình chưa học được cái sốt này đèn trộn rồi. Có cái gì trong này chị biết? Hình như nó là như kiểu là bơ lạc rồi kiểu tôm xay đấy. Okay. Tôm xay rồi hấp dẫn ha. Hấp dẫn lắm. Nên là mỗi lần mình ăn này còn thiếu cái sốt này đấy. Ăn nhiều quá. Còn cái nước này nó không có ngán. Yep. Nhiều cái tiệm nó cho nhiều những cái gia vị quá. Dạ, nó cho nên ăn nó bị đầy bụng. Seafood
này. Wow. Wow. Trời ơi nó nhiều quá. Yeah. Trông nó đẹp. Đẹp quá. Oh. Bây giờ thấy một cái tô rau kia lại cứ tưởng chỉ có một cái tô đó. Ơ oh, cũng nhiều, 20 mấy đồng chị ạ? Đây, này 23 đồng thôi. 23 đồng nè. Đây là 23 đồng nè các bạn. Một rau, một seafood nè, với nước lẩu nè. À, là nó có nước uống kèm trong này luôn hả chị? Có nước uống, xong rồi cuối cùng là ice cream nữa. Là ăn everything trong đó, tất cả luôn. Nó include luôn. À, xem cái phần của chị Mai bao nhiêu tiền nhá. Cũng một cái rau này. Một cái rau và một đĩa. Ok, rau nè. Ok, một đĩa rau. Rồi thịt bò nè. Đây. Ok, 3 đồng rồi xem nước nè. Chị, nước. Nước nè. Rồi miến nè, chị chọn miến đúng không? Lát nữa là ice cream. À, có ice cream nữa. Ăn xong là ice cream. Ok, 23 đồng. Còn của Mỹ Vân thì cũng y như vậy luôn. Các bạn nhìn thấy không? Còn một đĩa này, cái này, nước này, nước gì đây chờ, nước uống này, ừ, cũng được, rồi, à, cái trứng này luôn hả chị? À, trong include luôn, cái phần này 23 đồng đó các bạn, bây giờ Mỹ Vân bắt đầu ăn thử xem rồi cho các bạn biết xem cái vị nó làm sao nhé, cái nhìn thì thấy đẹp mắt rồi đấy. Và cho nó ngọt nước này các bạn. Phần này có riêng ăn uống quá. Chứ chị không ăn đậu ở chỗ khác, rất nhiều gia vị ở chị. Ok, rồi mình chờ tí xíu thôi. Sôi lên nhé các bạn. Những cái con tôm được vào trong cái cầm mực thế này. Vân là thích nhất ăn cái con mực này. Chị thích ăn cái gì nhất? Chị không thích ăn seafood à? Không, tại vì ở đây cái bò nó ngon. À. Chị muốn ăn thử của em xíu, chị cứ ăn nhé. Ừ, thì em muốn đấy. Thì bây giờ sẽ thử cái nước này trước xem thế nào ha các bạn. Good nhưng mà nó hơi nhạt. Em thấy nó hơi nhạt. Em mới ăn với sốt mà. À, đúng rồi. Chứ còn nếu mà mặn nữa thì... Đúng. Các bạn nhìn thấy một cái chén nước chấm này. Bơ lạc. Mình sẽ bắt đầu ăn thử sau nhé các bạn. Ăn vào thì nó vừa, đúng không chị? Đúng rồi. Chắc là muốn mình thử.
nước, cái nước chấm. Đúng rồi. Có thể cái mì udon này lắm. 23 đồng. Với lại nhiều thứ như thế này. Cái chậu udon là dương quá, nó không có mềm ấy. Udon phải đổi nâu. Quay cho từng khúc một đó thì nó sẽ đẹp hơn các bạn. Nhưng các bạn cứ khi mà Mỹ Vân cho cái này vào trong này, các bạn tưởng tượng nó đang cho vào cái nồi là được rồi. Cái tươi hồi nãy là tôm tươi chứ không phải là tôm đông lạnh. Nóng quá, nóng quá. Phở sườn bò đó thì quán này nó kế bên quán phở sườn bò. Ồ, cái con mực này ha. Mình sẽ chấm với cái nước sốt này ra các bạn mình ăn thử nha. Ngon mà hơi nóng. Tươi. Chị Nga biết sao em vẫn cứ thích thêm một xíu đậm đậm ở trong cái lẩu. Đây là em ăn mặn. Nhìn ăn thôi cũng thấy hấp dẫn, ngon là chị cười đấy, thịt mềm mà. Thịt mềm mà nó tươi. Ok. Nhìn chị ăn là em muốn nhảy sang cái lẩu đó rồi đó. Hai chị em đã ăn xong cái lẩu. Chúng mai thì ăn hết của Mỹ Vân thì còn quá trời luôn, phải mang về luôn đó các bạn. Phải mang sugar vì nó nhiều quá. Ăn xong thì lại được uống nước. Nước này giống như nước chả, rất là ngon. Mỹ Vân thích cái nước này. Xong lại còn có cả ice cream nữa, ice cream trà xanh. Cái này tất cả nó include hết các bạn. Một cái bill cộng thuế xong là 50 đồng. Thì tính ra 25 đồng một người để vừa được ăn seafood, vừa được uống nước, vừa được ăn ice cream thì Mỹ Vân không biết là mắc hay rẻ tùy các bạn. Nhưng mà đối với Mỹ Vân thì Mỹ Vân thấy ok. Lâu lâu mình đi ăn mình thay đổi món cũng được, vì phải chạy ra chợ này phải mua từng con tôm mà mang về rửa xong rồi làm rau đó. Quan trọng nhiều rau lắm các bạn. Thì các loại rau Mỹ Vân thấy là ok. Chị có recommend gì với mọi người? Recommend với lọc mọi người nếu như mà ăn cái gánh lẩu thì đến đây thì tại vì mình thích cái sốt của nó rất là ngon. Xong cái nước của nó không có nhiều cái gia vị. Ăn sẽ mình thấy thoải mái. Cái đặc biệt là cái ice cream này rất là ngon. Nó có mấy cái mùa ngoài thì nó tiệm có bị béo rồi không chị? Hình như là cái này nó ngon. Tiệm nó mít sao? À, em biết không? Mỹ Vân rất là sợ ăn ice cream vì trong này cái độ béo rất nhiều. Nhưng mà thực sự trong này nó là ice cream trà xanh, không có bị béo đâu các bạn. Ok. Thì đó tất cả những cái review của cái tiệm ăn ngày hôm nay. Thì hai chị em ăn xong và review lại cho các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ thích. Một lần nữa Mỹ Vân và chị Mai Hoàng cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi đến cái video của hai chị em. Sau này nữa thì hai chị em sẽ làm những cái video nhiều hơn nữa về những cái activity outside. Các bạn nhớ đón xem nhé. Và subscribe ủng hộ cho hai chị em mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn. Bye. Bye.
ty dịch vụ vay mượn tiền Clear Trust là một công ty chuyên lo về dịch vụ vay mượn tiền để mua nhà. Công ty chúng tôi có nhiều quan hệ tốt với các ngân hàng lớn. Vũ Lê là một trong những chuyên viên của công ty chúng tôi, có nhiều khả năng và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, có thành viên nghiệp vụ trên 20 năm. Quý vị hãy gọi ngay cho chúng tôi để tham khảo khi cần và công ty chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị trong các dịch vụ sau đây. Vay tiền mua nhà lần đầu và những lần sau, vay tiền từ nhà đang ở để đầu tư trả nợ hay thế chấp. Tái lập hợp đồng vay tiền hầu tìm giảm lãi suất đang trả vay tiền để xây cất thêm nhà mới. Hãy gọi ngay cho Vũ Lê 604-812-9119, uy tín tận tâm kín đáo.